chào quý bà con nông dân và các bạn. Hôm nay mình quay cái video về cái hệ thống phun thuốc kết hợp chung với cái hệ thống tưới. Thì như bà con đang thấy nè, là cái bộ trung tâm của cái hệ thống tưới và phun thuốc kết hợp. Đây là mọi người thấy đây cái bộ ha. Cái này cái hệ thống này đặc biệt là đang chạy bằng máy nổ. Thì bên mình lắp là lắp hai lọc. Đang xịt cho cây sầu riêng này nè. Cây sầu riêng này to lắm nha. Cây sầu riêng này hiện tại là khoảng 5 năm 6 năm nhưng mà anh chủ chăm tốt quá. Vàng lá khá là tốt. Hiện tại giờ là do vườn ảnh nhiều quá anh không có xịt nổi nữa nên giờ anh lắp cái hệ thống xịt thuốc này. Đây mọi người thấy ha. Rất đều vườn hết. Tại vì do đây là trời đang nắng nên mình không thể nào thấy được cái xương á. Đây em đang đứng tốt ở ngoài đây nè mà xương nó đang rớt xuống đều hết nè. Đúng rồi. Tắt đi. Đây em vô em quay cái bộ trung tâm cho quý bà con mình xem ha. Rồi, đây là đây bộ trung tâm nè quý bà con mình xem ha. Đây là hai cái lọc. Đây là hai cái lọc. Đây là cái bồn, bồn thuốc. Bồn này anh xách anh lấy có khoảng cỡ 1 triệu ngoài à. Bồn này khá là chất lượng nha. Bồn ở đây sử dụng cái đầu bơm. Cái đầu bơm này là của bên công ty mình ha. Cái máy này là hiện tại là đang chạy là cái D6. Chỉ là D6 thôi. Cái van. Cái van bự nè. Van bự này là của cây hút nè, hút dưới mương lên nè. Để dành mà trong quá trình mà nắng đâu là mình rửa xương muối cho cây cũng được luôn, là mình hút trực tiếp từ cái van này. Đây mà con mình thấy à. Đây là cái cây hút của cái bồn hút nè. Hiện tại bây giờ anh đang chạy là chạy khoảng 500 lít. Là chạy được khoảng 4 phút đến 5 phút là hết bồn này. Là 500 lít nha chứ không phải là chạy hết bồn 1.000 nha. Là hiện tại vì vườn chỉ cần xịt khoảng 400 đến 450 lít thôi là đã đủ hết rồi, là xịt tay á. Giờ mình trừ hao 50 lít trong đường ống nữa là khoảng 500 lít. Đây. Cái van là van kim là để phá lại cái bồn hút lúc mà mình vận hành hệ thống tưới á thì mình phá cái đó lại. Còn cái van này là lúc mà mình vận hành hệ thống xịt thuốc thì mình phá cái này lại. Van này là van mồi. Bên đây cũng có hai van riêng, một van cho hệ thống xịt thuốc và một van cho hệ thống tưới. Đây mình cứ gắn đồng hồ áp nè, tại vì do chạy máy dầu nên bắt buộc mình phải có cái đồng hồ áp để mình canh cái lượng áp ra để cho nó ra được xương. Đây, hiện tại bây giờ chạy là tầm khoảng cỡ 2 kg. 2 kg thì nó sẽ ra được xương ha. Thì cái hệ thống này nó cũng dễ lắp đặt thôi. Chủ yếu là tiết kiệm cái thời gian xịt thuốc cho bà con mình. Ở đây là một cây, hiện tại bây giờ ở đây là mình chỉ lắp có 3 bét ha. Một bét trên ngọn và hai bét trong thân. Thì chủ yếu là anh khách xịt để quản lý gầy. Quản lý gầy và quản lý sâu. Rồi xịt kích đọt, chặn đọt đồ á. Đây mình đang quay cho quý bà con mình coi một cái lọc gốc nha. Thì hiện tại có nhiều đơn vị là gắn. Thì cũng có rất nhiều nhà vườn mình bảo là gắn hệ thống này á, là sẽ tháo bỏ hết. Tại vì nó sẽ bị nghẹt ở trên cây á, mình không thể nào vệ sinh được. Thì công ty mình đã làm ra một cái lọc gốc này nè. Tại gốc cây nè. Ở đây nó có một cái miếng lưới trong. Miếng lưới ở trong rất là nhỏ. Thì thuốc nó qua bên đây thì nó chỉ có nước qua được thôi. Chứ những bã cặn đồ này kia đồ nó sẽ bị dướng lên trong chỗ cái lọc này hết. Thì nó lên trên cây nè, từ cái đoạn này dài lên trên cây toàn là nước thôi. Nên không thể nào mà ngạt được cái bét ở trên cây được. Cái cặn á, cái bã bột á nó qua được cái lọc này thì đương nhiên chắc chắn một điều nó sẽ qua được cái bét ở trên cây luôn. Bên em đã thiết kế cái lọc như gì để cho tiết kiệm cái thời gian mà bà con mình vận hành. Hiện tại giờ đi dây 20 nha, còn có một sợi dây 16 lên trên cây nha. Đó, cái dây 16 lên trên cây thì nó mới đủ lượng áp để ra xương được nha quý bà con. Không phải là cái cọng dây bể ly từ dưới đoạn, từ dưới mà gốc lên tới trên nha. Dây bể ly là nó đi dài quá, nó sẽ bị mất áp của mình. Đường ống hiện tại đang đi nè. Đường ống cái là 49. Tàu ga này nè là 60. Ga 49 chạy hết vườn. Tổng vườn này hiện tại là 50 gốc, còn khu bên kia là 120 gốc. Còn khu cái bên nó là khoảng 80 gốc và tổng hết của anh chủ là khoảng 250 gốc là chưa tính khu trong nhà nữa, tại khu trong nhà nó xa. Bây giờ anh làm trước 50 gốc này để chạy thí nghiệm thôi. Đây, với bà con mình nhìn lại cái bộ trung tâm một lần nữa ha. Đây là cho em vận hành hai lọc. Đây kết hợp chung để tiết kiệm cái chi phí. Tại vì do giờ gậy dưới sâu xịt liên tục nên anh không xịt nổi nữa. Nên giờ lắp hệ thống luôn. Rồi, cảm ơn quý bà con mình đã xem video ha.
mọi thắc mắc mà quý bà con mình có cần tư vấn hay là giải đáp gì đó thì cứ bình luận hoặc là liên hệ số điện thoại trong trang cá nhân của mình sẽ tư vấn bà con mình ha. Rồi, cảm ơn quý bà con mình, chào, em chào quý bà con nha.